香皂，今天用哪个好？毛巾、羽毛、小鸭绒，谁用刚刚好？các bạn hãy lên Shopee Sunny Fun TV hoặc website sunnyfuntv.sim.tv để đặt hàng, và các đơn hàng trên Shopee sẽ được xác nhận trước và gửi trước nhé. Vậy nên các bạn đừng quên đặt hàng trên Shopee và đừng quên theo dõi Sunny trên Instagram luôn. Còn bây giờ chúng ta lên nhạc và bắt đầu restock thôi. Yeah. Come on. Hello tất cả mọi người, lại là Sunny đây. Thì Sunny quay trở lại hơi muộn một chút, tại vì là thời gian qua Sunny bận một số công việc cá nhân nên là không thể restock cho các bạn được. Các bạn giục Sunny nhiều quá. Và theo yêu cầu của bạn trên Instagram muốn Sunny restock một clear slam mới mà dạo này gần đây các bạn rất là thích, đó chính là slam trong phong cách Hồng Kông. Thì hôm nay Sunny sẽ làm slam chất Hồng Kông cho các bạn và restock trong những cái hũ mà được các bạn slammer Hồng Kông ưa thích. Tuy nhiên thì đầu tiên chúng ta sẽ có một combo là gồm 3 hũ slam. Đây là combo mới cùng với lại những combo slam mà đợt trước Sunny restock vẫn còn nhé. Thì đợt này Sunny cũng sẽ bán lại luôn, vậy nên các bạn có thể đặt hàng trên Shopee. Thì bạn đặt hàng Shopee sẽ được ưu tiên. Và combo này sẽ có một hũ màu vàng và một hũ màu xanh. Thì màu vàng có trong con cừu và màu xanh có trong con bò. Và chất clear thì tuy là chất slam Hồng Kông nhưng mà Sunny đã làm đặc hơn, không có làm tưng đâu, bởi vì là các bạn ở Việt Nam thích chơi slam trong đặc và dẻo chứ không thích chơi slam lỏng mấy, đúng không? Nếu như bạn muốn để lỏng thì có thể chơi 1, 2, 4, 5 ngày nó tự nhiên nó lỏng ra, thì chúng ta lại có chất y hay bên kia luôn cũng được, tùy nha. Tuy nhiên thì chất keo của Sunny làm rất là đặc rồi nên là khó thay đổi lắm. Trong cái hũ này thì có một cái tro con bò, một cái cọng cỏ trông nó rất là vườn tược luôn ấy. Và chỗ Sunny mới ở này rất là ồn, vậy nên là mọi người thông cảm nhé. Chúng ta có bò, chúng ta có cừu, thì đây sẽ là cái hũ đại diện cho nước để cho con bò con cừu uống vậy. Bạn nào muốn có biết cảm giác mà chơi một cục nước dẻo như thế nào thì đừng quên mua clear slam của Sunny Fun TV Shop nha. Trời ơi, y hệt cục nước đông đông luôn mọi người ạ. Nhưng mà nó lại rất là dẻo, bóp như bóp Pepsi không chậm tăng nhỉ. Đấy, mọi người thấy không? Như nước luôn, rất là trong. Mặc dù đợt này Sunny đã không có ưng ý lắm, bởi vì Sunny cảm thấy là nó không trong như mọi lần ấy, nhưng mà nó vẫn rất là trong. À các bạn ơi, thì Sunny đã làm clear đợt này bỏ mùi rồi nha, vậy nên là các slam trong của Sunny đợt này có mùi cam thoang thoảng. Mà bạn nào mà không gọi là sao, không khen thì chắc là người thành mùi xà phòng mất, nhưng không phải bỏ xà phòng vào đâu nha. Và tiếp theo là một cái hũ mà các bạn slammer Hồng Kông rất là thích làm, đó chính là cái hũ vuông này nè. Và slam này có tên là ngủ như heo. Thì thực ra là các bạn nhờ các bạn chị Instagram đặt rồi, chúng ta là cái tên đặt gì trong quan tài, vì cái hũ này rất giống quan tài ấy, mọi người. Và slam này là có một cái charm con heo và kết hợp với màu hồng và màu vàng và có những cái cốm hoa anh đào.
Đến với chất Crown Cream lần này thì Sunny chỉ có một mẫu này thôi. Và Slam này sẽ có hai hũ, một hũ màu hồng và một hũ màu trắng để cho các bạn chơi tạo thành một que kem ý. Và ngoài ra nó có một cái charm hình quả dâu 3D rất là ngon. Và ngon như vậy là không ăn đâu nha. Và đây các bạn sẽ chơi thế này đấy. Và chất Crown Cream thì mọi người bảo nhìn rất giống powder, nhưng mà thực sự là nó không phải đâu nha. Nó được làm ăn Snow Wonder không đấy mọi người. À thì dạo gần đây Sunny nghe nói là cái gì ăn trên Slam bị ngộ độc. Thì Slam dành cho trẻ em trên 6 tuổi mà không biết thì sao một số bạn ăn phải sao bị ngộ độc. Kỳ ghê ha. Và nói rồi, nhà văn thì nên láo mà nhà báo thì nó khép. Vậy nên các bạn trước khi đọc một thông tin nó hãy tìm hiểu kỹ nhé. Đến khi nào mà Tổng thống Donald Trump hay Tổng thống một số đất nước nổi tiếng và phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản cấm trẻ em trên Slam thì đúng là nó độc thiệt. Nhưng mà thực sự là họ có khuyến khích và phát triển. Vậy nên là đừng vì một vài cái Slam Trung Quốc và một số bạn có da nhạy cảm mà đánh đồng gọi là bảo tất cả Slam độc hại là không phải nhé. Cũng như các bạn mua vài mỹ phẩm mà nhỡ không may mà mua phải cây son dở hay là mỹ phẩm dở lên đắp lên mặt thì nó cũng sẽ bị dữ như vậy thôi. Và tiếp theo chúng ta có một Slam tên là Tinkerbell lạc vào Wonder Sea. Thì Wonder Sea có nghĩa là vùng biển kỳ diệu. Thì Tinkerbell thì đang ở Wonderland mà nhỡ may mà lạc xuống Wonder Sea. Và hũ Slam sẽ đọc được trong hũ vuông này, và hũ này là hũ to tương đương với lại size L mọi người nhé. Và Sunny sẽ ưu tiên các bạn mua hàng Shopee sẽ được ship nhanh hơn và xác nhận đơn hàng nhanh hơn. Ở đợt này Sunny quay khá là vội, vậy nên là nhiều Slam vẫn còn hơi bọt. Nhưng mà khi các bạn nhận sẽ không còn bọt nữa đâu. Và đặc biệt là các bạn nhận là nó còn dẻo hơn này một chút nữa. Bởi vì là các bạn dục Sunny quá nên Sunny phải quay rất là vội. Ghi âm cũng rất là vội. Tất cả đều rất là ồn, trời ơi đau đầu. Và mấy ông hàng xóm thì vừa nhậu vừa chửi thề. Kiểu bực mình quá. Bực bội kiểu muốn vác chai xuống nhậu với các ông luôn. Thấy xám hả? Slam May đợt này Sunny sẽ không làm thêm mẫu mới nữa mà sẽ bán lại các mẫu cũ ở trong đợt restock trước. Vậy nên là các bạn muốn mua Slam May thì hãy xem lại restock trước nhé. Và đây là Sunny chơi thử chất Slam thôi. Và sẽ được bán trong hũ size M, hũ răng cưa này thôi. Bởi vì hiện tại hũ size L của Sunny đã hết rồi. Các bạn thông cảm nhé, và Sunny sẽ sớm khắc phục vấn đề này. Và hiện tại Sunny đã restock trên Shopee rồi. Các bạn hãy lên Shopee đặt hàng trước nhé. Còn trên web thì chắc là mai hoặc bữa kia thì mới cập nhật hết được. Và đây là một món quà bất ngờ dành cho các bạn hâm mộ BTS. Army đâu, điểm danh nào? Thì đợt này Sunny sẽ có một restock đặc biệt, đó là những Slam được đựng trong những cái hũ rất là sang chảnh thế này. Những cái hũ này cực kỳ cao cấp luôn đó các bạn ạ. Và nó khá là mắc. Và trong Slam này sẽ có những cái hạt pha lê màu hồng cùng với kim tuyến ngôi sao. Và đặc biệt bên trong mỗi hộp sẽ có một cái charm hình cái nhẫn là BTS, hoặc là một cái vòng cổ có chữ Army. Và tất nhiên là vì nó giá nó của cái vòng cổ và cái nhẫn này nó cũng không rẻ, và cái hộp này nó rất là cao cấp rồi. Tuy nhiên thì giá nó cũng khá là rẻ thôi. Sunny sẽ bán 60-65 nghìn cho tùy vào charm thôi mọi người ạ. Cũng rất là rẻ. Nhưng mà các bạn đừng thất vọng nhé, bởi vì là cái hũ này nó hơi khá là nhỏ, đứng mà ít Slam. Tuy nhiên thì vấn đề không phải là nhiều hay ít, mà vấn đề là ai là những fan của BTS đâu. Hãy giơ cánh tay của mình đây và hốt ngay em này về chúng ta để sở hữu một cái nhẫn hoặc là một cái vòng cổ nhé. Và video của Sunny đến đây cũng hết rồi.
và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên lên Shopee để đặt hàng và follow Sunny trên Instagram. Và sao nữa ta? Và thế thôi. Bye bye mọi người nha. Và mọi người hãy đừng quên hashtag Lam An Toàn ở mỗi video hoặc là mỗi comment của các bạn nhé. Bye bye.